trên thế giới này sẽ hòa bình, và qua năm mới thì mọi người sẽ làm ăn phát đạt hơn. Rồi riêng về bản thân em thì em mong muốn là qua năm mới thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến với em. Rất là vui, thành phố càng lúc càng đổi mới nữa, thấy trong lòng rất là rạo rực, rất là vui, lúc nào cũng mong ước là đất nước được bình yên, mọi người đều ấm no và hạnh phúc. Nhân dịp đây chúc độc giả năm mới của báo Thanh Niên luôn luôn được thành công trong công việc. Qua năm mới này.